Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Văn Trung ở Phú Thọ và xin kính chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay bên em sẽ test một cái mạch khuếch đại loa súp 4 sò. Và đối với cái mạch này thì nó sử dụng cái lò bát từ 25 đến 50. Thì ở đây em có kết nối sẵn bộ nguồn cung cấp nguồn cho nó là từ 40 đến 50 vôn đôi. Thì ở đây thì cái mạch loa súp này, tạo loa súp, khuếch đại loa súp này nó có tác dụng là tạo cho cái âm súp nó được sâu hơn ở gia đình. Trường hợp như loa gia đình các bạn mà có hai cặp loa full mà chưa có âm súp, thì đối với cái loa này, cái mạch này thì nó sẽ tạo nên âm trầm được tốt hơn. Thì ở đây em có kết nối một cái loa bass 25 ở đây để sử dụng tạo cho loa súp cho nó trung thực hơn nhé. Thì ở đây có hai cái núm xoay, có cái chỉnh chiết áp này. Thì cái chỉnh chiết áp này thì một cái chiết áp đầu tiên nó là chỉnh của cái chế độ âm lượng của cái súp. Còn cái chiết áp thứ hai là nó vẫn cho ra cái tiếng, tức là nó hòa trung hòa cái tiếng, cắt cái giải tần của cái loa súp nhá. Ok, thì em sẽ test một đoạn nhạc cho thực tế nhá. Đây, em vặn hết cỡ cái này đi thì nó chỉ còn mình âm súp. Trường hợp này thì anh có thể sử dụng mà ở nhà, gia đình các bạn ấy có sử dụng cái loa full nhưng không sử dụng đến thì có thể sử dụng thay thế bằng cái loa súp với cái mạch này, rất là tiện lợi. Thì đối với cái mạch này thì nó hoạt động với công suất là từ 400 đến 500W nhé các bạn nhé, 400 đến 500W, sử dụng cho cái việc nghe nhạc gia đình là thích hợp nhất. Và bên em đang cung cấp với giá là 720.000. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendo, Shopee hoặc Lazada để đặt hàng. Các bạn ấn tìm kiếm shop bên mình có tên là linh kiện 789. Thì ngoài ra các bạn cũng tham khảo chi tiết sản phẩm ở trên linhkien789.vn nhé. Đặt hàng ở trên đấy cũng được nhé. Đây là cái ký hiệu trên sản phẩm của anh. Đây, hoàn toàn là mới 100% nhé. Ok, và xin cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo.